Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ ủy ban xã Sông Bình. Ở này là của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ở còn phía trước mặt mình là cầu Bình An. Hôm nay thì mình sẽ đi từ cầu Bình An này mình đi ra ngang chỗ cầu Nghĩa Trang nha. Hay còn gọi là cầu Vĩnh Biệt. Cái đường này nếu các bạn đi ngược về hướng sau lưng mình á, thì đi ra ngoài quốc lộ 50. Ở khu vực này thì mình thấy trồng dừa với trồng bưởi rất là nhiều nha. Sông Bình thì cũng có trồng thanh long nữa, nhưng mà mình thấy lúc rồi thì diện tích trồng thanh long nó giảm dần rồi. Tại vì thanh long bây giờ giá cả nó không có ổn định. Ví dụ như nó vô mùa nghịch á, thì giá nó cao lắm, nhưng mà mùa hận thì nó lại khá là rẻ. Nhưng mà nhiều khi cũng hên xui nữa. Cái gì mà mình thấy người ta trồng nhiều đó thì giá sẽ rẻ thôi. Còn không thì cái mặt hàng đó xuất khẩu không được là nó cũng bị khựng nữa. Với đa phần thì hàng nông sản của mình thì hay xuất khẩu qua Trung Quốc. Mà mỗi lần mà Trung Quốc thì nó không nhận cái là ùn ứ lại là giá nó sẽ rẻ à. Chứ mình thấy thanh long mà vòng vòng ở đây gần như là ít có ai ăn lắm. Cũng như bên mình vậy đó, rất là hiếm luôn. Người ta hay mua nó về người ta chưng là nhiều hơn. Cái đường này mình đi thì nó dọc bờ kênh nha. Đó, cái bờ kênh nằm bên trái mình á. Ở nhà cửa thì khá là vắng. Phía bên phải thì nó đỡ đỡ đường tí. Còn bên trái thì nó vướng bờ kênh. Ở nhà nào cũng phải bắt cây cầu đi qua hết. Bởi vậy nên mấy bạn thấy bên trái thì gần như đâu có gặp quán xá gì nhiều đâu. Đó, đây củi người ta chất dọc lò quá trời luôn nè. Ở dọc đường thì lâu lâu thì gặp bán tạp hóa hoặc là bán bia nước ngọt thôi. Rồi bên phải mình cũng bưởi nữa nè. Nó không bưởi thì dừa. Lâu lâu thì cũng có nhãn nữa nha. Nhưng mà mình thấy nhãn cũng ít chứ không nhiều. Còn ruộng lúa thì khu vực này thì gần như là mình không có gặp. Lâu lâu thì vẫn còn nhưng mà hiếm lắm. Mấy bạn chạy mấy đường khác thì có thể gặp chứ còn cái đường này mình đi mấy lần mình không có thấy. Bây giờ thì dừa thì hay gặp dừa Mã Lai với dừa xiêm xanh lắm. Đặc biệt là cái loại lùng lùng á, người ta chuộng lắm. Chứ bây giờ mà dừa cao quá thì người ta trồng người ta cũng ngán nữa. Lúc nó còn tơ đó thì hái nó khỏe lắm. Nhưng mà tới chừng nó già rồi nó cao, phải nói là múc mùa lệ thủy luôn á, là rất là khó hái. Thường mà dừa mà cao quá thì người ta hay bán dừa khô cơ mà. Nhưng mà mình do mình thấy lúc rày á, người ta trồng diện tích trồng dừa quá nhiều đi. Nên bây giờ dừa nó cũng rẻ nữa. Không phải là cây dừa nào trồng rồi bán cũng được ngon lành đó nha. Ví dụ như cái cây mấy bạn ra trái bự đi, tròn đi không nói gì. Nó ra trái sai nhưng mà trái nó dài thì người ta cũng không chịu mua nữa. Hoặc là nhỏ quá cũng không được. Với tùy khu vực nữa. Có nhiều khu vực thì trồng thì trái rất là ngon. Còn có khu vực thì trồng nó cũng rất quớt à. Nè bên phải mình bưởi không nè. Chứ không phải mấy bạn thấy cái gì có giá là mấy bạn nhào cho mấy bạn trồng là có ăn đâu. Nè bên phải mình có cái nhà cũng khá là đẹp đó nè. Lúc về hay gặp nhà máy thái đâu nhiều lắm. Hoặc là những cái biệt thự ở giữa vườn. Nhưng mà nhiều khi phía ngoài đó, người ta che đồ, người ta làm hàng rào đồ nên nhìn thấy không có rõ. Nhưng mà thông thường mấy bạn thấy cái hàng rào mà hoành tráng là phía sau là tòa nhà đẹp đẹp không à. Coi như là nhà nào thì hàng rào đó chứ. Với mình thấy cái nhà thì bao giờ cái mặt tiền là nó cũng hoành tráng nhất. Nó có một số chỗ thì mình thấy người ta có trồng sen mai đồ vô nữa nha. Hoặc là người ta trồng dọc ở hàng rào. Nè cũng như bên phải mình là bưởi không nè. Nó bưởi thì trồng khá là rậm luôn. Này mình thấy chắc chừng 3 thước mấy, 4 thước cây à. Bên trái mình là mấy cái bụi tre nè. Các bạn thấy đường rất là vắng luôn. Các bạn đi mà mấy trục lộ lớn thì nó đỡ đỡ. Còn mà đi lại mấy cái ủy ban hoặc là trường học rồi đó thì những cái chỗ nó sẽ đông đông đường tí. Hoặc là ngã ba, ngã tư đâu.
chứ còn những cái khúc này rất là vắng, nửa bên trái mình người ta dục rác trộm quá trời luôn, còn bên phải mình là nguyên cái ruộng bắp nha. Nó bắp này cũng mới trồng mà chưa có trái. Khu vực này mình thấy hình như là trồng bắp suốt luôn á, tại vì hình như năm trước mình đi ngang mình thấy đây cũng nguyên một cái ruộng bắp nữa. Hoặc là nhiều chỗ thì người ta trồng cỏ để nuôi bò dê đâu. Là bên trái mình rác quá trời luôn nè, mặc dù là có đốt rồi nha nhưng mà vẫn còn nữa. Ở bây giờ hay gặp những cái bãi rác tự phát vậy lắm, còn mà xả rác dọc đường là bình thường. Nhiều khi mấy bạn thấy cái lùm cỏ vậy đó, chứ mấy bạn mần ra đó là ở trong đó là toàn là bao ni lông hoặc là vỏ chai đúng không ạ? Chỗ nào mà có nhà có người ở thì không có gặp cái trường hợp đó. Hoặc là lâu lâu thì cũng có gặp, mình thấy mình chạy dọc lộ nha, mình gặp cái trường hợp người ta giục rác ké đó. Cái đó thì đi ban đêm hay gặp hơn. Cũng như ở trước cửa nhà mình đi, mình để cái vỏ rác để mình đựng rác nhà mình đó. Cái người ta đi ngang cái người ta thảy cái bịch rác người ta vô ké. Chứ bây giờ thì tiền rác thì cũng gần cả 100.000 rồi. Vậy nên nhiều người ta ngán người ta đi giục rác trộm. 100.000 thì ở thành không gì, chứ ở dưới quê nó gần như ít nhất là cũng nửa ngày công rồi. Mình thấy tiền rác mà nó càng tăng đó thì ra đường thì gặp rác rất là nhiều luôn. Lúc trước thì có chừng 20-30 à, nên gần như là rất là ít. Ở đây mình thấy có nhiều cây mai bự chảng luôn mà người ta trồng sát lộ. Có điều thì cái tàn cái thân không được đẹp lắm nha. Này là mua về chắc phải cắt tỉa lại. Cái này người ta trồng tự nhiên cơ mà. Ừ, bên phải mình là cỏ nè. Hay gặp ba cái cỏ người ta trồng dọc lộ vậy, nó giống như cái hàng rào vậy. Nên nhiều khi mấy bạn không nhìn thấy được phía trong. Ừ, chỗ này cũng dừa không nè. Ở đây thì gặp dừa xiêm xanh khá là nhiều nha. Nó dừa với bưởi hai cái này người ta trồng đan xen với nhau nha. Bưởi thì mình thấy có một số vườn thì nó giống như nó bị còi rồi. Nó ra quá trời trái đâu mà trái nhỏ nhỏ không à. Cái này nếu mà bạn quẹo trái đó thì cái hướng về chợ Mỹ Phong nha. Còn quẹo phải thì cái hướng đi về gần gần ngay chỗ chợ Ông Văn á. Này mình đi tới cầu Chính Quế rồi. Qua cầu này qua địa bàn của xã Mỹ Phong rồi. Xã Mỹ Phong là trực thuộc thành phố Mỹ Tho nha. Còn nãy là xã Song Bình là của chợ gạo. Ở Mỹ Phong thì khúc này mình thấy cũng trồng toàn là cây ăn trái không à. Nói tới Mỹ Phong thì gần như là người ta sẽ nhắc tới làng hoa. Cũng như lúc gài nè, người ta hay làm bông tết nè. Nhưng mà khúc này không có gặp. Mình thấy có cái khúc mà gần gần ngay chỗ chợ đó, hoặc là gần ủy ban rồi đó. Mình đi cái chỗ đó mình thấy hay gặp. Còn phía bên phải mình là nghĩa trang thành phố nha. Nó nghĩa trang khá là bự luôn. Bữa nay thì nó làm cái vỉa hè phía bên phải mình nè. Nên chạy nhìn nó hơi lạ lạ. Nó lấn ra một khúc luôn. Còn bên trái thì ba cái cỏ nó bò ra nữa. Các bạn thấy chiếc xe chạy cái là bít cái đường rồi mình phải leo lên đây. Nó nhìn vô phía trong thì toàn là mồ mả không à. Nó hơi tùm tí nha. Nó không có ngay ngắn như là nghĩa trang liệt sĩ. Nhưng mà bữa nay mình thấy cái khúc này dọn cái nó cũng đỡ đỡ rồi nè. Có bên trái thì nó còn hơi vắng. Gần như mấy bạn đi mấy bạn thấy có cây cầu thì có thể là mới vô nhà người ta đây. Chứ còn bình thường thì rất là thưa nhà cửa. Nè phía bên phải anh có cây bông giấy nở rất là đã luôn nè. Con này nó leo lên trụ điện đây. Ở lâu lâu thì đi cái đường này mình thấy có cái nhiều cái chuồng bò đó, nó nằm sát lộ á. Chạy ngang cái nghe cái mùi phân bò cũng khá là nồng. Ở chỗ này bán trà sữa nè. Ở đây mình thấy đâu có trường học đâu mà bán trà sữa ta. Cái đường này mình đi thì mình thấy có đèn đường nó mà không biết buổi tối thì có bắt không mà. Chứ tại ở dưới quê thì nhiều chỗ thì cũng có đèn đường nhưng mà
nó đứt bóng, hoặc là có khi thì không có bắt cũng có nữa. Hồi nãy giờ mình thấy cũng có thanh long đó nha, nhưng mà rất là ít luôn, thường hay nằm tuốt phía trong á. Với bây giờ thì đi hay gặp nhiều vườn thanh long người ta bỏ hoang là bình thường, hoặc là một năm người ta làm có một vụ à, cũng như lúc trước vậy đó. Mà lúc mà thanh long mà giá cao đó là mùa này là bắt đầu người ta xông đèn để người ta làm vụ nghịch rồi nè. Nhưng mà bây giờ thì giá lúc lên lúc xuống, bây giờ cũng không biết đường đâu mà mò nữa. Lúc mà mình không làm thì giá nó rất là cao, còn tới chỗ lúc mà mình làm nữa thì giá nó hấp đé. Cũng như bưởi nè, bưởi lúc này mình thấy khá là rẻ, tại bây giờ người ta trồng quá trời luôn. Lúc trước thì bưởi da xanh này tới 50-60 ngàn một ký lận, cái vườn ai cũng bao cũng chăm sóc rất là kỹ, còn bây giờ thì nó rẻ sình nè. Nó là rẻ sình thì cũng không đến nỗi nào, thì nó cũng được mười mấy 20 ngàn một ký. Nhưng mà thông thường thì những cái vườn bưởi lão á, thì nó ra bưởi nhỏ nhỏ, mà bưởi nhỏ nhỏ thì có chỗ thì mua được 4 ngàn, có chỗ thì được 8 ngàn. Bởi vì nên bây giờ thì nhiều người người ta cũng không có mặn mà với cây bưởi nữa. Mà dừa thì mình thấy cũng vậy nữa, giờ cũng chả biết trồng cái gì nữa. Có một số người đổi sang trồng kiểng nha, nhưng mà trồng kiểng thì mình thấy cũng hên xui, bây giờ người ta nhào vô người ta trồng cũng nhiều lắm. Ừ, ở đây có trồng sả nữa nè. Nó lợi cái cụm này thì nhà cửa nó đông đông được tí. Ở bên trái mình chỗ này bán gạch, có ba cái đồ trang trí nội thất đâu. Ở đây mình đi tới cầu Nghĩa Trang rồi nhá, hay còn gọi là cầu Vĩnh Biệt đó. Cái này nếu mà bạn quẹo phải đó thì hướng đi về chợ Thanh Bình, còn quẹo trái thì cái hướng về chợ Mỹ Phong. Hôm nay cái đường này nó mới làm lại nè, thì bữa nào mình đi cái đường này coi. Bữa hổm thì mình có đi ngang, nó đang làm nên bụi nó kinh khủng lắm. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.